Cái gì vậy Quýnh à? Em đang gấp để cho em gấp trước được không? Mà nãy giờ con cứ ăn thịt hoài vậy, con ăn mấy món khác thì mẹ nấu nhiều món mà. Mẹ thiên vị Candy quá à, thịt thì nhớ mẹ săn mỗi nó à. Candy ơi, anh thích ăn thịt nè. Không, thịt của em. Chắc chưa? Chắc, thịt của em mà. Được lắm, Son gãy kìa. Anh Son, Son gãy á. Chụp thịt thì ngon quá anh. Em cho anh ạ. Thế mẹ hay không? Mẹ ơi, cái này là nó tự nha, con không ngồi ép đâu á. Ủa Sĩ Quang, mẹ có đang chóng mặt nhức đầu sổ mũi vậy, mẹ bệnh không, mẹ có nhìn sai không vậy? Candy. Dạ. Bình thường là con thích ăn thịt lắm mà, sao hôm nay con nhường thịt cho anh Vinh rồi vậy? Có ăn hoài nó cũng ngán. Mà thịt nó cũng vừa dai mà vừa mặn nữa, con ngán lắm. Phải không? Phải không ta? Ủa mẹ thấy nó bình thường mà. Thôi bây giờ hai anh em ăn đi nha, mẹ đi công chuyện xíu. Dạ. Xíu mẹ về nha. Dạ. Ăn không có gây lộn cãi nhau nha. Dạ. Ê mà khoan, mẹ hỏi nè. Dạ. Hai đứa thấy cái cây son của mẹ ở đâu không? Cây son mẹ để trên bàn trang điểm á. Dạ con không thấy mà. Không thấy mà. Con thấy không? À, con thấy á. Con thấy ở đâu? Mà con quên rồi. Trời ơi. Cây son đó của mẹ mắc tiền lắm luôn á. Hai đứa làm sao ở nhà dọn rồi vô cho trong phòng mẹ kiếm ra cây son của mẹ nha. Dạ. Ừ. Sao ạ? Hai đứa có điều gì giống mẹ không? Dạ, gì đâu. Tôi có mẹ. Mẹ làm sao á, có gì đâu. Con bình thường quá nè, nè, bình thường là bình thường mà. Đó, trời ơi, yêu thương nhau quá trời. Ừ. Hai đứa nhìn chân thật lắm. Dạ. Thôi mẹ đi đâu, mẹ đi đi. Ừ. Candy, son gãy kìa. Thấy chưa ông? Anh thèm trứng quá à, thắng anh miếng coi. À. Ừ. Anh đừng có mấy mẹ nha. Cũng được, mà phải coi thái độ của em đã. Hay. Ê, mà sao tự nhiên ông mời tụi tôi lại đây ăn rồi không có gì hết vậy? Sen, trái cây đâu mang ra đây coi. Dạ. Ơ Candy, để chị làm cho, cái này nặng á. Ngồi xuống. Nhưng mà Candy còn nhỏ mà. Đó, ăn đi. Trời, sao ông làm vậy với em nó vậy? Đấy là việc của tôi, đi vào. Ơi, em khí nước quá, để em đi lấy nước ha. Em ngồi xuống, để anh. Sen, nước đâu? Dạ. Candy, để chị làm cho. Ai. Candy còn nhỏ mà sao anh bắt nó làm vậy? Kệ nó đi, đấy là việc của hai anh em tôi. Anh mỏi quá, bó vai anh đi. Dạ. Sao khách đến mặt bí xị vậy? Tươi lên coi. Sao khách đến mà mặt buồn rười rượi vậy? Tươi lên coi. À. Son gãy. Tươi. Tươi lên. Cười thành tiếng luôn. To lên. Ủa mà sao ông bắt nó làm mấy việc này vậy? À không, thấy em tôi à? Người tròn trùng trục như cái bánh tét ấy. Làm cho nó bớt đi. Thôi đi vào lau nhà đi. Lau nhà xong rửa chén nhá. Anh ơi em mệt quá, anh cho em nghỉ thôi. Không có nghỉ gì hết trơn á. Nhanh lên nhá. Nhanh lên. Ông lo. Candy. Sen. Candy. Nhìn gì? Tại sao con có thể quá đáng tới như vậy hả? Quynh à, em làm sai, con lớn hơn em, con phải nói với mẹ để mẹ dạy em. Đằng này con bao che cho em để làm gì? Để trục lợi cho bản thân con đó, con bắt em làm lau nhà rồi phục vụ con. Con thấy con làm anh như vậy mà con làm được hả? Quynh ơi! Anh đúng rồi,
anh quá đáng lắm luôn á. Tôi cũng thấy ông quá đáng lắm luôn á. Rồi bây giờ đó, cái đi nó bệnh nó chồng, con có biết mỗi lần em bệnh là mẹ cực lắm không hả? Rồi công ăn việc làm của mẹ như thế nào nữa khi em bệnh? Ai ở nhà lo cho em đây? Hả? Quýnh á. Candy. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đây, mẹ đây. Sao con không nằm trong đó hả con gái? Hả? Sao con không nằm trong đó? Mẹ. Mẹ đừng có lo anh hai. Lỗi là lỗi của con. Anh hai bảo vệ con. Nghe em thấy thương em chưa? Thấy thương em chưa? Hả? Nè, còn cái chuyện cây son, mẹ biết hết rồi nha. Con nữa, làm sai thì phải biết thú tội. Khi nào hết bệnh, mẹ phạt luôn cả hai anh em. Ủa, sao mẹ biết? Trời đất ơi, tôi đẻ ra hai anh chị mà sao tôi không biết. Cây son á thì nó nằm bên cái quần của anh, còn cái nắp á thì nó nằm bên cái đầm của cô nha. Mai mốt á nha, làm gì á thì phải làm che giấu cho kỹ. Còn bây giờ dọn cái đống đó cho mẹ. Sen, dọn. Trời đất ơi, rõ